Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn của tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực của tỉnh Long An chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh đến ngày 10 tháng 6 sau suy yếu đi. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An trong 24 giờ tới. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm mai và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc xoáy, ngày nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước lên theo triều, dự báo vào ngày mai ngày 10 tháng 6, mực nước ở các trạm chính như sau. Ở trạm Tân An là 1,15m, ở trạm Bến Lức là 1,33m, còn ở trạm Mộc Quá là 0,63m. Trong ngày có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 8 giờ cho đến 10 giờ và 16 giờ cho đến 18 giờ. Riêng ở trạm Mộc Quá đỉnh triều xuất hiện vào lúc từ 13 giờ cho đến 15 giờ và 23 giờ cho đến 1 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới, theo dự báo độ mặn các sông xuống do mưa, dự báo vào ngày mai ngày 10 tháng 6, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Ở trạm Cầu Nổi trên sông Dàm Cỏ cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 8 gram trên lít. Ở trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 1 gram trên lít. Ở trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 1,5 gram trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng 67 km ở sông Dàm Cỏ Tây của xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành và xã Đức Tân của huyện Tân Trụ và hơn 55 km ở sông Dàm Cỏ Đông của xã Long Cang của huyện Cần Đước và xã Tân Bình của huyện Tân Trụ. Còn dự báo ranh giới độ mặn 1 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 90 km ở sông Dàm Cỏ Tây thuộc khu vực xã Mỹ An của huyện Thủ Thừa và hơn 67 km ở sông Dàm Cỏ Đông, thị trấn Bến Lức của huyện Bến Lức. Xin được chuyển sang thời tiết ở khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc xoáy, với nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc xoáy, với nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.